Hôm nay là 24 tây tháng 11 2023. Đây 24 tây tháng 11 2023. Đây là tang tứ sự kỳ 238. Phương Linh Mỹ Tho xin gieo duyên đến với quý mạnh thường quân trợ tang cho cái hoàn cảnh Phạm Văn Hữu, sinh năm 1962, qua đời ngày 23 tháng 11 2023. Linh hưởng thọ 62 tuổi. Đây địa chỉ là ở ấp Đồng Bình Đức. Hoàn cảnh nhà nghèo. Rồi Linh khi Linh nhận được trợ duyên, Linh sẽ báo cáo ở cái Facebook Phương Linh Mỹ Tho. Số điện thoại của Linh là 0828 1055. Ok, alo.